Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lưu tình trạng in và tình trạng xem tập tin. Cái đấy có nghĩa là thế nào? Thường thì nếu mà chúng ta có một bản Excel và các bạn có thể đã thực hiện rất nhiều thao tác bao gồm là lặp này, rồi có thể thao tác là ẩn hiện các cái dòng cột và thậm chí là chúng ta thiết lập những cái liên quan đến việc là in ấn ra sao. Sau khi mà xong rồi thì lần sau các bạn muốn view và xem ở trạng thái đầy đủ hơn hoặc như thế nào đấy chẳng hạn, các bạn sẽ phải thực hiện lại các thao tác để bung hết toàn bộ ra. Sau khi bung ra rồi, các bạn lại muốn quay trở về cái trạng thái trước đấy là chúng ta lại lặp lại ẩn đi các cái dòng cột nào đấy chẳng hạn. Thì mỗi lần làm như vậy các bạn sẽ rất là mất công. Thay vì vậy, chúng ta sẽ dùng một chức năng có tên là Custom View. Thì khi các bạn dùng cái chức năng là Custom View, nó sẽ lưu lại tình trạng in rồi tình trạng mà chúng ta đang view cái tập tin đấy như thế nào. Thì sau khi lưu nó lại rồi, lần sau mà các bạn muốn xem ấy thì các bạn có thể chuyển giữa ví dụ bản đầy đủ và bản đầy in, hoặc có thể các bạn sẽ có những cái bản là gì, bản để xem đối với ban giám đốc, bản để xem đối với các cái phòng ban cá nhân bình thường. Đó. Thế bây giờ để làm cái thao tác đấy thì các bạn mở dùm tôi file thực hành có tên là 5.2.5 danh sách nhân sự. Thực ra thì các bạn có thể dùng những cái file trong bài năm được, từ 5.2.1, 2.3 thì các cái file đấy đều có thể dùng cho cái tình huống này. Rồi, với file này thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây là các bạn thấy một cái bản để in hoàn chỉnh rồi. Trong cái phần trước các bạn đã hoàn chỉnh tất cả mọi việc, thậm chí là căn làm sao cho nó vừa trong những cái trang nào đấy chẳng hạn. Bây giờ cái nhu cầu của chúng ta đơn giản là thế này. Tôi muốn là nó lưu lại được cái tình trạng file như thế này, những cái thiết lập in như thế này. Và tôi muốn lưu thêm một trạng thái nữa là gì? Khi nó bung hết tất cả mọi thứ ra. Bởi vì các bạn thấy ở đây là gì? Cột A này, cột E này có nghĩa là cột B, C, D nó đang ẩn. Rồi, có thể bên này các bạn thấy là có một vài cột ẩn nữa. Thì bây giờ chúng ta muốn là bung tất cả cột ẩn ra để phục vụ một số cái mục đích nào đấy. Ví dụ xem đầy đủ cái bảng này chẳng hạn. Đó. Thì sau khi bung hết ra rồi thì các bạn lại muốn quay về trạng thái này để lúc cần in, có thể đây là in các thông tin cá nhân thì chúng ta lại phải ẩn lại, rồi có thể nếu có filter các bạn sẽ phải filter, nói chung là sẽ rất là rắc rối. Thì chính vì vậy chúng ta sẽ phải làm việc này. Các bạn vào thẻ view, nhấn vào cái nút là Custom Views để chúng ta lưu lại cái tình trạng in hiện tại. Rồi, tình trạng in và view hiện tại luôn đấy. Thì khi chúng ta nhấn vào cái phần là Custom Views thì các bạn sẽ có một cái cửa sổ là Custom Views như thế này. Trên này chúng ta sẽ có danh sách các view mà chúng ta đang quản lý. Hiện tại thì file này nó chưa có gì cả, chứ các bạn thấy là chưa có gì ở sâu trên này hết. Các bạn thấy có nút Close sẽ đóng cửa sổ này lại, và đương nhiên còn lại có mỗi cái nút có thể làm được việc, đây là nút Add để cho có thể là gì, tạo thêm một cái view mới. Rồi, các bạn có thể nhấn nút Add này. Rồi trong phần Name thì đây có thể là gì, bản in thông tin cá nhân, ví dụ thể tôi viết một cái tên đầy đủ thì rồi dễ nhận diện. Trong cái bản này các bạn sẽ lưu lại tình trạng của print settings, tức là tình trạng mà chúng ta đã thiết lập in như thế nào. Rồi hidden rows là những cái cột, xin lỗi, những cái dòng ẩn. Rồi cột là columns, đấy, dòng ẩn và cột ẩn, và thậm chí cả những cái thiết lập liên quan đến bộ lọc, tức là khi các bạn lọc ẩn đi rất nhiều phòng cho để lại một phòng nào đấy thôi chẳng hạn. Đó thì có thể là chúng ta muốn view cho từng phòng riêng thì chúng ta sẽ lọc cho phòng đấy, xong rồi chúng ta sẽ chỉ show phòng đấy thôi. Khi nào cần show toàn bộ các bạn lại nhấn vào cái nút show bản đầy đủ chẳng hạn, ví dụ thế. Rồi, thế ở vấn đề này là chúng ta đã chọn xong cái thiết lập in trên này, các bạn nhấn OK. Sẽ không có điều gì xảy ra ở đây đâu. Và nếu các bạn muốn kiểm tra trước khi mà chúng ta bung hết cả những phần còn lại ra thì các bạn lại nhấn vào Custom View cho thấy là gì? Đây, nó đã có một view sẵn trên này rồi. Rồi chỗ này nhấn nút Close để đóng nó lại đã nha. Bây giờ các bạn sẽ bung toàn bộ cái phần ẩn, tất cả những gì đang ẩn trên file này cho bung hết ra chẳng hạn. Rồi, muốn bung hết và không quan tâm đến việc là cái nào ẩn, cái nào không ẩn nữa thì các bạn cứ nhấn vào cái điểm giao giữa tiêu đề dòng và tiêu đề cột. Đấy, chúng ta nhấn vào điểm đấy nó sẽ chọn toàn bộ cái sheet của các bạn. Rồi sau đấy các bạn có thể chuột phải vào đâu đấy chẳng hạn, rồi các bạn chọn là Un-hide thì tất cả các cái dòng cột ẩn nó sẽ được hiện ra hết. Sau khi hiện ra được hết các dòng cột ẩn rồi thì bây giờ các bạn muốn lưu cái này lại, hoặc các bạn thích thì có thể đặt lại tình trạng in hay gì đấy, tùy các bạn. Rồi, các bạn có thể vào Custom Views, và chỗ này chúng ta lại là gì, chúng ta cần add cái này vào là một cái bản đầy đủ chẳng hạn. Thì cho nhấn nút add ở đây thì cho biết có thể đây là gì, đầy đủ. Xong rồi, OK.
Rồi sau khi có đầy đủ ok rồi, bây giờ các bạn muốn quay trở về cái bản kia thì các bạn lại nhấn là gì? Custom Views. Rồi trên này các bạn sẽ nhấn vào cái bản in thông tin cá nhân, xong nhấn nút Show. Rồi sau khi ra bản in thông tin cá nhân, nhấn nút Show, các bạn thấy là gì? Tất cả mọi thứ nó quay về đúng cái tình trạng in ấn và ẩn hiện như thế. Thế nhưng mà bây giờ ta thấy rằng là cái Custom View này, cho thấy là cái chữ đầy đủ này trông nó không được đẹp. Có thể các bạn sẽ cần phải sửa lại bản đầy đủ gì chứ. Thế sẽ tìm cách sửa. Sửa như trên này các bạn sẽ thấy nó chỉ có show để hiện ra thôi. Có add để thêm vào và có delete. Do vậy nếu các bạn muốn sửa, thực ra chỉ đơn giản như thế này. Kích vào cái bản mà các bạn muốn sửa ấy. Xong nhấn nút show. Để show theo đúng bản đấy. Sau khi show đúng bản đấy rồi, các bạn lại vào Custom View, chọn cái bản mà chúng ta đang định sửa ấy. Rồi các bạn xóa nó đi, nhấn delete. Đồng ý xóa. Xóa đi thì nó mất. Mất rồi lại nhấn nút add tiếp. Rồi cho viết ở đây gì? Bản hiển thị đầy đủ thông tin, ví dụ thế. Rồi các bạn muốn bản này nó sẽ nằm ở trên cùng để dễ dàng lấy được chẳng, thì điền nó thêm một số 0 nối cái. Ok. Rồi vào Custom View các bạn sẽ thấy đây. Đó, nó sẽ sắp xếp ở phía trên này chẳng hạn. Rồi, như vậy là các bạn đã sẽ có một cái bản mới ở trên này, bản hiển thị thông tin đầy đủ. Đấy. Và nếu cho em muốn show bản nào thì kích vào bản đấy, ví dụ bản in thông tin cá nhân, nhấn show, show lại bản in thông tin cá nhân. Vậy là xong, chúng ta đã biết cách dùng Custom View như thế nào. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần liên hệ, các bạn có thể liên hệ với tôi theo cái thông tin ở trên này. Các bạn có thể hỏi trực tiếp bằng cách là comment vào trong các video phía dưới, hoặc là trao đổi qua Facebook, số điện thoại, email gì đều được. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.